chào ông bà cô chú và các bạn đã đến với kênh Kim Loan Cuộc Sống Mỹ nha. Hôm nay mình đi chùa Đài Loan lớn nhất ở Nam Cali. Ngôi chùa nằm trên đồi rất là đẹp nha. Mình quay cảnh đẹp ở ngoài cho cả nhà xem nha, vì bên trong không được quay. Mời cả nhà cùng đi với mình nha. Đến đây mình tạm ngừng video. Cảm ơn tất cả ông bà cô chú và các bạn đã xem video này. Mình xin kính chúc ông bà cô chú và các bạn có nhiều sức khỏe nha, vui vẻ hạnh phúc an lành bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.